Tiểu phẩm Niềm tin xin phép được bắt đầu. Thôi, về, tôi chưa trì nữa bố. Để tiền cho con nó nặng hầu. Bà chơi túi đàm không? Theo bà cái sáng như là túi liệt lắm ấy đó. Có chi phải chơi cho hết kết quả coi răng vào không? Đời túi coi như rửa là chuột. Về sắp xếp công việc lo hậu sự. Rồi kiếm ba khả cái là vừa. Chứ răng mặt chuột thì có chí ba phải nói tôi là bác sĩ nói ba bị chí ra không? Chứ tôi bị... Ba bị cái chí? Tôi bị ung thư rồi. Ấy, ba bị ung thư. Mà ung thư cái chỗ mô? Chứ cái chỗ mà cha con đúng cứ tránh danh nhau đó. Trời chết cha tôi rồi, cái chỗ mô mà cha con tôi lại tránh danh nhau hay. Cái chỗ nữa mà ông biết nữa. Cái chỗ này nè à, rửa là ba bị ung thư tim à? Không phải, bề bên ngoài. Bề
bên ngoài là à, hay là bà bị ung thư ngực? Cũng không phải, bên ngoài nữa. Không phải nữa là cái chỗ môi. Hay là bà bị cái chứ có từng mà cũng phải nói toẹt ra nữa. Tôi đã nói với ông rồi. Vừa phải á, chứ để tôi rán ông nổi đi đây trời này. Biểu chị định đi khám thì bá bộn nơi. Bởi quá có cái siêu ấm với cái sơ quá. Mà nó thấy một người ù to tượng chắc con lè bể rồi trời này. Thôi được rồi, được rồi. Bà đừng dậy tôi nói bà nghe cái nào bà không? Chứ tôi nghe nói bà cái bệnh viện uống bượu Nghệ An nó giỏi lắm mà nó. Bệnh bệnh trên trời nữa nè. Bệnh dưới đất chí là cũng chưa lành ạ. Chứ bà cứ yên tâm ngồi xuống đấy. Chờ bác sĩ giải thích cái bà không? Chào anh chị ạ. À. Dạ, chào bác sĩ ạ. Anh chị ơi, có việc gì mà chị nhà lo lắng vậy? Dạ, bà nhà tôi coi như sợ là chuột. Chứ có chị mà nửa bác sĩ ấy. Chị ơi, kết quả xét nghiệm như thế nào mà anh chị đã hoang mang quá vậy? Ung thư rồi thì có chị mà nửa mà ông hoang mang. Con thì còn nhỏ, nhà thì nghèo. Chứ bác sĩ ấy cho tôi hỏi cái bệnh như ba tuổi thì có thuộc chứ chữa lành được bác sĩ ấy. Anh à, tôi hiểu rồi. Chị ơi, chị hãy bình tâm đừng hoang mang, lo lắng. Đừng quá bi quan rồi suy nghĩ sai lầm chưa hiểu ngọn ngành. Mong chị hãy bình nhớ tâm. Đã vào đây hãy khám đến cùng, đừng nóng vội hoang mang mà lo lắng. Y bác sĩ nơi đây sẽ tận tình cứu chữa, chăm sóc chị đêm ngày bên chị. Chị đừng lo. Giá cảnh khó khăn, con tuổi hồng rồi. Còn mẹ con hồng anh dẫn đường, mơ ước còn mong manh tan tanh như bọn đường. Rửa là hẹn rồi còn chỉ nửa mà đừng lo. Con ơi năm tháng mong chờ, con hồng anh đâu ở đàn từng giờ. Trời cao có đâu cho con không hỡi trời. Ba. Trời ơi. Chị ơi, kết quả siêu âm cho thấy chỉ có một khối u trong vú trái. Tuy nhiên phải chờ vào xét nghiệm tế bào thì mới biết được u lành tính hay ác tính chị ạ. À. Lành vậy ác chị. Thì cũng ung thư rồi. Mà ung thư thì lừa chị một nửa bác sĩ ơi. Bà ấy vậy đi chờ bác sĩ giải thích cho bà mô. Chị ơi, thông thường cả khối u ở vú tỷ lệ lành tính vẫn cao. Bây giờ vẫn chưa đủ căn cứ kết luận mà chị. Chị hãy bình tâm em xin bày tỏ. Nóng vội lo âu chẳng giải quyết được gì. Với khoa học ngành y ngày càng hiện đại, chỉ bình tĩnh lại chờ kết quả rõ ràng. Đừng vội hoang mang đã có gì mà chỉ sợ. Chữa trị cho tôi nhà mình thêm gánh nợ. Trường sau chỉ thì bệnh cũng chẳng lành. Thêm gánh nặng cho ông bố con càng thêm khổ. Nơi tuổi đã rửa cam chịu phần hồn mình. Ông hãy nghe tôi về nhà mà lo hầu sự. Về ông ạ. À. Mời bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi vào nhận kết quả xét nghiệm. Ra túi, túi trong bệnh nhân Hoa đấy ạ. Thưa bác sĩ ấy, có như túi kết quả bác sĩ đấy. Anh
Anh ơi, dạ. Kết quả xét nghiệm tế bào cho thấy khối u của chị là lành tính anh ạ. Lành tính với bác sĩ. Đúng rồi. Bà ơi, lành tính rồi bà ạ. Lành tính đâu nào. Anh ủng không? Chờ bác sĩ ơi, lành tính lắm cán chỉ một bác sĩ ơi. Anh ơi, khối u này chỉ cần phẫu thuật là sẽ lành hẳn thôi. Dạ. Anh chị cứ yên tâm ạ. Đó bà ạ, phẫu thuật là lành đâu bạn ạ. Phẫu thuật là lành. Có chắc kỳ không tệ. Bác sĩ giải thích đi mình yên tâm đam không? Nha. Bây giờ mời anh đưa chị lại phòng khám số 6 làm thủ tục nhập viện để mổ nhá. Dạ, tại chúng ta đi anh. Chờ chết túi rồi bà ơi. Chết túi rồi bà ơi. Chết ông, chết túi đây bệnh thật cho chết thì ông chết cái gì chứ. Thế con lợn 30 cân bạn em bà đi viện mà chưa ăn rượt mô rồi bà đi. Ấy, bà sao ông tìm gọi thử con lợn mô đó mà trời ơi, chứ có khổ ông là trời nè. Cho mặt con lợn rồi á, thì lấy tiền mô, bà chưa bệnh. Rồi lấy tiền bố, bà bôi dưỡng cho bác sĩ đấy trời. Tôi thì chết rực với chất rồi, à. Nhưng rộng mình chỉ một nửa trời ơi. Bà chờ túi đó bà mô. Tôi về đâu ông ạ. Thì bà bình tĩnh đi bà mô. Chứ mặt con lớn á, chứ bạn nhà bạn cửa chứ, là tôi phải lo cho bà. Chứ cứ yên tâm mô. Chào anh chị ạ. Dạ, chào bác sĩ ạ. Lúc này đến giờ đứng phía ngoài, tôi cũng đã nghe và đã hiểu được hoàn cảnh của anh chị. Dạ. Thì với thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, anh chị sẽ được nhà nước chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Yeah. Lát nữa làm thủ tục nhập viện xong, tôi sẽ dẫn anh chị lên phòng công tác xã hội. Anh chị trên đó sẽ hướng dẫn cho anh chị làm thủ tục hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Wow. Bác sĩ ơi, rất là nhà tôi được hỗ trợ cái tiền điều trị bác sĩ. Ồ trời ơi, đang được hỗ trợ nữa ông bác sĩ. Trời ơi, ông ơi, được hỗ trợ ông ạ. Chứ mà ông ơi, thế cô có đồng mổ nữa mà mua bồi dưỡng cho bác sĩ ông? Tôi về ông nè. Anh chị ơi, cán bộ công nhân viên bệnh viện Ung Biếu Nghệ An cam kết nói không với vấn nạn phong bì, cho nên anh chị cứ yên tâm vào mà điều trị. Anh chị ơi, máy của anh chị đứng ở đấy ạ. Có việc gì đấy em? Anh ơi, chị Thu Phong sớm có nhận được một chiếc ví, bây giờ em đưa lại để hỏi anh chị xem có phải ví của anh chị không ạ. Thật thế em? Anh ơi, anh chị xem đấy có phải là ví của anh chị không ạ? Wow. À, đúng rồi bà này, bị đấy cho mô đây nữa. Dù thế tốn quá rồi anh chị ạ. Dạ, đúng rồi bác sĩ ạ. Dạ, dạ bởi trong túi là vô cùng cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi tí là nhờ bác sĩ, cảm ơn bác sĩ thú cho túi của bác sĩ nhá. Dạ rồi dạ. Ạ. Tuyệt vời chứ bạn ạ. Quái mà. Chứ bác sĩ ấy, là vợ chồng túi là vô cùng cảm ơn bác sĩ ạ. Cùng với là ban lãnh đạo bệnh viện Ung Biếu Nghệ An đã dày công giáo dục và rèn luyện lên đội ngũ y bác sĩ nơi đấy. Vừa có đức vừa có tài bác sĩ ạ. Đúng là lương y an. Lương y như tư màu. À, đúng rồi, lương y như tư màu bác sĩ ạ. Cảm ơn anh chị. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện chuyên khoa ung biếu, nhận khám và điều trị cho nhân dân tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Tại đây có rất là nhiều bác sĩ chuyên khoa giỏi và tận tụy lắm anh chị ạ. À. Hơn nữa, hiện nay bệnh viện Ung Biếu Nghệ An đã đưa trung tâm xạ trị và y học hạt nhân vào hoạt động để trở thành đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An được trang bị công nghệ hiện đại phục vụ quy trình khép kín từ chẩn đoán và đến điều trị ung thư. Cho nên anh chị cứ yên tâm. Bác sĩ ơi, khi nào đến dư tôi nghe cái bác sĩ bên nữa. Rồi bác sĩ đấy giải thích với đồng viên á, thì giờ là tôi hoàn toàn tin tưởng để điều trị bố cái bệnh viện Ung Biếu này đấy bác sĩ nè. Chứ đúng là quá cơn lần đần á, thì mới tỏ tần lòng nhau. Bác sĩ hay, ông mới hay. Anh chị, chúng tôi hiểu rằng bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của anh chị cũng đều hoang mang và lo lắng. Vì vậy, ngoài chú trọng phát huy thành tựu khoa học công nghệ và trình độ chuyên môn, bệnh viện chúng tôi cũng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đổi mới toàn diện phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Anh chị gửi chúng tôi hy vọng, chúng tôi trao anh chị niềm tin. Bao người bệnh ngày đêm chờ mong vào đôi tay của người thầy thuốc, lời y đấm bạc dặn dò thuở trường, lương y như từ mẫu tận tình, lời ứng xử nhẹ nhàng văn minh, lao tận tùy để ngay vì bệnh nhân, luôn nâng cân tươi cười ứng xử vì bệnh nhân đêm ngày phục vụ. Lời bạn khuyên các tác giả ghi lòng. Tiểu phần niềm tin đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.